Chào các bạn và gia đình tôi. Rồi mới đi bơi về. Cái này là đói bụng quá đòi đi ăn nè, đòi đi ăn liền nên nó vẫn còn mặc cô đồ đi bơi. Ăn quá trời. Còn hai người này đi về thay đổi nè, nó lên rất là điện quá. Thay đồ nè. Thay đồ này nè. Wow, đẹp quá. Quá đẹp. Ăn cá chiên, em thấy cá chiên ngon. Cá chiên ngon. Khoai lang chiên hả? À? Khoai lang nướng. À, khoai lang nướng. Lên đó đi. À, ngon luôn. Lên mình đi. Ngon luôn. Đây, uống luôn. Uống luôn. Ngon không? Uống vừa thôi để bụng ăn nữa. Nhâm mì. Biết sao không? Quay nhiều quá, nói nhiều quá, phải đóng phim không. Nhiều quá. Em uống tiếp bia của em đi kìa. Mà em uống hết rồi. Uống rồi. Học được hết rồi, được rồi. Nhiều quá. Uống hết rồi, em lấy cái lòng mới cho đó. Trời, nó sắp xỉu kìa. Uống cái uống ít thôi, để bụng. Còn ăn với uống nữa trời, sau chuyến này chắc là chết rồi. Sau cái chuyến này này. Coi như là lên cân luôn rồi. Ta nói vậy đúng không? Lên tầm tới 7 pound. 5 tới 7 pound. Trời chết rồi, không sao không sao luôn. Trời luôn. Về tính sàn hơn rồi. Cái này là thấy là dữ quá dữ luôn không? Đó. Rồi. Ở phía mình đang ngồi ngay trên cái đuôi hả? Cái đuôi. Chiếc tàu đang chạy nè. Đó, mọi người thấy không? Tàu chạy xong cái trắng trắng đó là nước á. Cản cái nước đó. Mình muốn ngồi ngay. Ba đứa đang ngồi ngay cái khu vực này. Hồi là không phải là khu vực rẻ tiền đâu nha. Cái khu vực này phải giống như là phải là cấp trung ương mới được ngồi cái khu vực này á. Rồi, let's cheers. All in nha. Thấy không? Em nói all in là all in. Uống hết luôn, trúng xuống luôn. Dữ không? Thank you for watching. Follow nha, nhớ follow coi coi Kim On với Cảm với Hồng những cái video kế tiếp nha. Bye đi Hồng.